Ba này. Dạ để hết 1 lít. Vâng. Vừa cho ra rồi thì đặt tiền đi ha.
Đừng ra. Cháu ơi. Đừng ra. Cháu ơi. Tiền nó nặng bọc sẵn. Hôm nay đi lại không có bánh đúc ở cổng trường. Bánh đúc chị ơi. Bánh đúc. Không có bánh đúc bánh là lại chó mà. Đấy chứ đi. Mình không làm nhưng cũng có giờ không phải quấy hết gì cả. Vãi mấy. Thấy hả chú, nhà đông rồi, nhà đông rồi.
liềm của bà hơi cùn. Nó mua cái nào nó chặt cái đấy thôi. Có phải là chặt hết đâu mà. Bố mày xấu thế ai đâu. Thật chứ gì đó, mai ra chợ mua cái đẹp quá gì đó. Mà còn bỏ máy đìa ra chợ cháu bán cho bà đấy còn nói chuyện gì. Thế thì thôi, cháu bà không mua thôi, để đây bà bảo. Mai bà ra chợ lại nhìn thấy bọn con ấy. Mà mẹ nếu mà ra cô thì cũng buộc bố mẹ cô ấy, nếu mà nhà ông Hồng bà Thiền biết cả tôi luôn. Đúng rồi, vì là bà trước ngày bà đẻ ra ông Hồng ông Thiền ấy suốt ngày sang nhà tôi mua kinh tế đấy, nên là nhà chồng nhà nó chứ nhà bà chứ. Đây được bao nhiêu cái? Chặt lấy 20 cái vào. Đúng, mày cứ chặt lấy 20 cái cho bà. Thương bà, đấy là ta nói thật một câu. Con cái lượt này lấy là 16 rồi. À 17 rồi, còn 2 cái nữa. Chặt thừa 21 cái có được không? Không, 20. Đi quay phải đúng 20, đúng cộng lắm. Thừa 21 cái vẫn chặt để 21 cái có được không? Được. Khổ gì? Mấy chục con thỏ liền. Đấy nhiều này còn được, con nút vào đây còn. Bà Phật chỉ có chuẩn kìa. Ôi cái này không, nó mới đẹp rau thì mình vặt nhiều. Cảm nhận nó xấu, ra nó kìa sao nó xuất sở. Bó cái gốc này thì chặt chặt. Nó đâm vào nhau. Đấy, bây giờ có ba cái bắp đầy mẹ. Thôi.
năm cái bà cái cài đẩy bảo bốn cái đây là năm rồi đấy. Cho nó ăn chưa dâu riếp đi. Con có đi lấy được cho nó đâu. Dài hơn nữa không? Hai vẫn cùng đường. Cũng 30k nhưng mà nó chỉ có tiền này thôi. Nên được không? Đây cũng lại 1 3 này, 5 5 này, 6 7 này, 8 9 này, 10 này là 20.000 này, 7, 8 9 10 đi ra đồng. Bà sáng ngày bà đi chợ bà bán bà có tiền. Bà là con ngựa. Người ta bảo trâu cày ngựa kéo người ta đặt lên thế nào mà kéo. Nhưng bây giờ sắp sướng rồi bà. Thank you.
cùng vẫn vào. Nó có một chiều là nó có 2 mét, một chiều nó 1 mét 9 mấy thôi. Lại vừa ở đây. Quay cả anh nhé. Đây là chết. Con tàu học đi, con tàu học đi, con tàu học đi, con tàu học đi, con tàu học đi.
mời người tặng. Tối chả được khói. Vào em thái tay em cho nó muối nó vào cái chậu ấy. Cho muối cho giấm vào. Không, cho muối vào cái chậu ấy, xong bắt đầu mình muối thì nó vào mình mới đánh nước thì cho vào. Khác muối cá ta. Đây là nó không đánh nước, muối không đánh ấy. Ở dưới nó không có.
họ nó bán 15.000 cái bánh chưng cũng to to, ăn cũng ngon mà cả nhà cũng hết. Nhà này không có lết, không thấy ông ở đấy ở đây. Ngẩng lên cười cười đang cho tự mình có xem đâu rồi toàn người đâu ấy, đâu ấy xem ấy vừa vừa thôi xem mẹ bỏ chết mấy cái bài cười như cái bà mua được xung cười đó 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 rồi coi chi nhé. Ôi ở đây con là có hơi gì đây đây cô bé cô để tủ lạnh ý, mua cả loại dâu á, ăn nó giòn lắm, mua loại dâu không, mua loại bánh kia, người mua loại dâu này, đấy mua cho nó hết đi, cho nó đắt hàng, cái này ngon mà, chúng tôi còn cái loại nào không? Trừ mấy loại đi, ra mấy loại nữa, ăn ngon mà, đây ở đây à, đây có loại nào lấy bạn to quá, này to quá này, đông ôm đợi này, ui. Đâu để vào đây? Đây, mẹ thôi. Mẹ để vào túi. Đi về nhá. Chúng này ăn như là cả đúng em. Không? Ôi, chúng nó ăn cứ bảo ngon thì mình chạy cái này thôi. Ăn ngon mà. Ồ, ngon lắm, ngon như cả cái em mình vậy. Ngon lắm. Ngon. Mưa muối tỏi, đường, mới đường, ấy đường, là... các loại đầy đủ hết đấy. Ngon hơn cả cái em. Cháu có ăn sung không? Ông Khương có lấy 1 triệu không? Ngân ơi, dạ. Mày phải cho bá cái đằng có phải cho tí nước không? Đây, có cho tí nước ngồi đây. Đây khô quá, cháu cho cái đang ở dưới này. Ừ, cho bá nó ngon thôi, con ngấm nó con nước. Ôi, giá đưa 2.000 nó quậy chứ còn nó cho à chứ còn lấy tiền đâu. Mình quậy có đưa nó 2.000. Này, ăn đi. Cái há mồm nhá. Thì cứ đặt tiền lên đấy. Mà lấy ra ngon không cả? Ngon ạ. Ngon mà. Ngon mà. Hôm nào về thì ngon mà, cứ đi. Người đưa tiền phải quay đi chứ này không quay người đưa tiền thì quay rồi không phải báo. Em cho mà chị ơi. Yeah.
Bà Liên phải đi mua súng. Có lấy tiền nhưng tao không có tiền đâu. Con phải lực thôi được rồi. Thế là hết rồi gì? Thế là hết rồi là quay cảnh quay đẹp rồi. Xin nhá. Đã công đi làm lại còn được công đi cho. Đấy mới chuẩn đấy bạn. Ngon lắm. Ngon nghèo. Ăn như là thực tế. Vừa từ đây ăn được. Kéo tay đấy. Em đi chợ về.